Mến chào quý vị và các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ thông tin về 7 lợi ích không ngờ của sầu riêng với sức khỏe. Được mệnh danh là vua của các loại trái cây, sầu riêng là một loại quả nhiệt đới rất giàu chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe hơn hẳn các loại trái cây khác. Tại Việt Nam, sầu riêng là một loại trái cây rất được yêu thích từ mọi người. Lợi ích từ sầu riêng mang đến cho sức khỏe. 1. Hỗ trợ tiêu hóa, sầu riêng chứa hàm lượng chất xơ cao, rất cần thiết cho chức năng của nhiều hệ thống trong cơ thể, đặc biệt là hệ tiêu hóa. Giúp giảm các tình trạng như táo bón và tắc nghẽn trong ruột, các vấn đề như chứng bụng, đầy hơi, ở chua, chuột rút và khó tiêu có thể được giảm bớt. Ăn sầu riêng thường xuyên có thể giúp cải thiện quá trình tiêu hóa. 2. Sức khỏe tim mạch. Sầu riêng có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Chất xơ của nó giúp giảm lượng cholesterol trong máu bằng cách loại bỏ cholesterol LDL, cholesterol xấu ra khỏi cơ thể và nhanh chóng loại bỏ chúng dưới dạng chất thải trước khi nó có thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hệ thống tim mạch dưới dạng tích tụ mảng bám. 3. Giảm huyết áp. Sầu riêng rất giàu kali, là một phần không thể thiếu trong quá trình cân bằng muối và chất lỏng trong khắp các tế bào của cơ thể. Giúp các mạch máu có thể thư giãn, giảm căng thẳng cho hệ thống tim mạch và nguy cơ phát triển các bệnh như xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ. 4. Chống lão hóa, sầu riêng có đặc tính chống oxy hóa bắt nguồn từ vitamin và thành phần hóa học hữu cơ. Ăn sầu riêng có thể thúc đẩy cơ thể bạn loại bỏ các gốc tự do có hại, làm giảm nguy cơ lão hóa sớm và trì hoãn sự xuất hiện của các triệu chứng như nếp nhăn, đốm đồi mồi, thoái hóa điểm vàng, rụng tóc, rụng răng, viêm khớp và bệnh tim. 5. Điều trị chứng mất ngủ, chất tryptophan, axit amin quan trọng trong giấc ngủ khi đi vào não sẽ được chuyển đổi thành serotonin, mang lại cảm giác thư giãn và hạnh phúc. Khi đó, serotonin dư thừa sẽ giải phóng melatonin vào máu, khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi và cuối cùng là gây ngủ. Sầu riêng cũng chứa axit amin tương tự như vậy. 6. Cải thiện sức khỏe xương. Sầu riêng là một nguồn cung cấp magie, kali, mangan và đồng tuyệt vời. Tất cả đều đóng vai trò không thể thiếu trong việc phát triển và duy trì sức mạnh và độ bền của xương. Kali làm tăng hiệu quả hấp thụ chất dinh dưỡng của các tế bào, đồng thời cải thiện sức khỏe của xương. Những khoáng chất thiết yếu trên giúp ngăn ngừa sự phát triển của bệnh loãng xương. 7. Điều trị chứng thiếu máu. Sầu riêng chứa một số khoáng chất khác nhau, bao gồm cả hàm lượng axit folic cao, là một thành phần thiết yếu trong việc sản xuất tế bào hồng cầu, RBC. Ngoài ra, sầu riêng là một nguồn cung cấp sắt và đồng, hai thành phần thiết yếu khác của tế bào hồng cầu, giúp hỗ trợ các triệu chứng thiếu máu có thể giảm bớt như khó tiêu, đau nửa đầu, mệt mỏi, lo lắng. Thông tin chia sẻ đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn lắng nghe. Nếu thông tin bổ ích, hãy bấm vào nút đăng ký để nhận được những thông tin hay nhé. Mến chào và hẹn gặp lại!